Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, chiều nay tại Thành ủy Hưng Yên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm các đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phạm Đình Toản, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Đào Hồng Vận, Bí thư Huyện ủy Văn Giang, Vũ Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên, đã tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên và trực tuyến với trên 1.000 cử tri tại 9 điểm cầu các huyện thị xã trong tỉnh. Cùng sự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, các cử tri được nghe ông Nguyễn Đại Thắng, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, báo cáo kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ kỳ họp thứ nhất đến nay, báo cáo trả lời của các bộ ngành trung ương liên quan đến những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và bế mạc vào ngày 13 tháng 11. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri tại các điểm cầu trong tỉnh đã bày tỏ vui mừng phấn khởi về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời phản ánh kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và tỉnh cần tiếp tục có biện pháp quan tâm hơn nữa trong phát triển kinh tế, tăng cường thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nông dân tháo gỡ khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, nhất là tiêu thụ nông sản, tạo nguồn vaccine tiêm phòng cho nhân dân, tăng cường nguồn lực y tế để sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đưa đất nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới, tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cử tri của huyện Văn Lâm kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và tỉnh Hưng Yên tăng cường vaccine để tiêm phòng cho đối tượng lao động, doanh nghiệp và người dân ở trên địa bàn của huyện Văn Lâm, tăng nguồn lực về y tế như đội ngũ, trang thiết bị, nhất là đội ngũ cán bộ y tế ở cơ sở để sớm đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 và đề nghị xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình làm lây nhiễm COVID-19 ra với cộng đồng. Cử tri huyện Kim Động, Phù Cừ, Ân Thi đề nghị nhà nước cần có chính sách tạo điều kiện cho tỉnh Hưng Yên về công tác quy hoạch, sử dụng đất đai, thu hút dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông, sớm triển khai thi công giai đoạn 2 tuyến đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, đảm bảo an toàn giao thông, phát triển kinh tế. Hiện nay giai đoạn 1 thi công được một bên đường với hai làn xe chạy qua đã xong và đã đi vào hoạt động. Nhưng sau một thời gian đưa vào khai thác, mật độ giao thông trên tuyến đường này đã quá tải, đã xảy ra một số tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết người, hư hỏng phương tiện giao thông. Do số lượng phương tiện đi lại nhiều và các hạng mục kỹ thuật khác chưa được đầu tư hoàn thiện, tỉnh Hưng Yên cũng như cử tri rất muốn triển khai xây dựng nốt giai đoạn 2 của tuyến đường. Cử tri kiến nghị Quốc hội cần sửa đổi luật thi hành án dân sự, nâng mức xử phạt thanh niên trốn không thi hành luật quân sự, tiếp tục chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, hỗ trợ học phí đào tạo nghề cho học sinh, có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn, siết chặt kỷ luật kỷ cương xã hội, xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông tin những thành tựu nổi bật trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh thời gian qua đã tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, đồng thời giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Thứ nhất là đối với lại những người mà mất việc làm do ảnh hưởng của COVID theo nghị quyết 68 và quyết định 23 thì nội dung này đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát và đề nghị với tỉnh, tỉnh sẽ hỗ trợ rất là kịp thời nguồn này. Nghị quyết 68 và quyết định 23 thì quy định 11 đối tượng. Thế còn một đối tượng nữa, đó là đối tượng là người lao động tự do. Thì hiện nay thì chính phủ khuyến khích, nhưng mà thực ra là đối tượng này thì căn cứ rất là khó. Thế anh không có hợp đồng lao động, người lao động tự do thì xác định thế nào là người lao động tự do. Do vậy cái đối tượng thứ 12 này thì chúng tôi tiếp tục là xem xét bàn với các bộ để đưa thêm. Hiện nay là cái ô nhiễm môi trường chỗ đỉnh dù, hệ thống Bắc Hưng Hải vẫn còn rất là nhiều. Tỉnh thì cũng có văn bản, có một buổi làm việc với cả thủ đô Hà Nội là yêu cầu
là đề nghị Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn Văn Lâm là không được xả thải, và khi mà xả thải phải đảm bảo theo tiêu chuẩn. Thì Hà Nội cũng tích cực vào cuộc, tuy nhiên thì cái kết quả thì vẫn không được như mong muốn. Đi đại biểu Kim Động có hỏi là đề nghị là đường nối hai đường cao tốc mà bao giờ không đã giải phóng rồi, thì cũng thông báo với lại cử tri và nhân dân. Nội dung này là chúng tôi đã đưa vào chương trình kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, là ngày 15 tháng 12 là khởi công tuyến đường này. Thế là tuyến đường này toàn tuyến là khoảng 1.900 tỷ do tỉnh là chủ đầu tư, và khoảng 500 tỷ cái đường có do Bộ Giao thông làm chủ đầu tư. Dự kiến trong khoảng hết năm 2022 đến nửa đầu 2023 là chúng ta sẽ khánh thành cái tuyến này. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh. Tại cái buổi tiếp xúc ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận như vậy là các ý kiến của cử tri tham gia. Tôi nghĩ những cái kiến nghị của bà con ở đây hoàn toàn hợp lý. Cái vấn đề về tổ chức phòng chống Covid và đặc biệt là vấn đề vaccine, rất nhiều đại biểu cử tri, rất nhiều đơn vị quan tâm. Tôi thấy đây cũng là vấn đề lớn nhất. Thế thì về vấn đề này thì tôi cũng xin báo cáo là trước khi mà đoàn đại biểu Quốc hội chúng tôi về tiếp xúc cử tri lần này, tôi cũng đã vận động rồi là cũng đã có cái đề nghị với các cái cơ quan, nhất là các cái đơn vị phân phối cái vaccine và các cái thiết bị y tế hỗ trợ cho tỉnh. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm đã trao tặng tỉnh Hưng Yên 1 triệu chiếc khẩu trang, 200.000 bộ kit test nhanh COVID-19, 800.000 liều vaccine phòng COVID-19, 5 máy thở và 200 triệu đồng để phòng chống dịch. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã cảm ơn những tình cảm và món quà mà Đại tướng Tô Lâm đã dành cho tỉnh Hưng Yên phục vụ trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe nhân dân. Đồng chí mong muốn Đại tướng và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp tục có những hoạt động thiết thực hơn nữa, là cầu nối giữa cử tri và nhân dân Hưng Yên với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành để Hưng Yên có điều kiện phát triển nhanh và mạnh hơn nữa.